Xin chào mọi người, đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Rồi mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình của em 0348308843 nha. Rồi nhớ bấm vô đăng ký kênh để theo dõi mấy cái video mới. Bấm vô nút nhận thông báo, biểu tượng cái chuông nha mọi người, để được thông báo mấy cái video mới đăng lên. Rồi hôm nay cái video là 141, có mã là 141 nha mọi người. Về mấy món hàng rất là hay nè, có kéo cắt cành, kéo tỉa cành của ARS Nhật ha, với cái bộ dòi phun xương dùng trong chế máy bơm mini hoặc là dùng bình xịt mình gắn vô để phun xương ha, bộ bét phun xương. Rồi thước gốc nè 90-45, với lại cái đĩa, một cái đĩa mài hợp kim bằng nhôm, lưỡi hợp kim của hàng máy mài á. Mọi người có máy thì mình thay vô ha, không có thì mình chế làm đĩa mài cũng được. Rồi đầu tiên cái bộ đa năng của Nhật mọi người, Factory F2 ha, bộ này dòng F2, mã nó là F2, nó khác với cái đời 1 ha, nó có hai đời. Đây nó đa năng, có nhiều chức năng nha mọi người. Là một chức năng nè, kéo rất là đẹp nha, kéo còn bán lắm, như mới cái kéo. Rồi tiếp theo là cái đây, cái bấm kim mọi người. Đây cái bấm kim nè, thường nó bật cái dây là nó chưa cho bấm đâu nha, mình phải giãn nó lên thì đó, gật nó lên cái nè, gật lên cái là bấm được ha. Nhớ bỏ kim vô, kim nó nhỏ trong này nè, đó kim đó. Rồi bấm phát ăn ngay ha. Rồi lại hai chức năng. Rồi đây cái đồ nại cái gì á không biết nữa, ba chức năng ha. Rồi đây con dao mọi người, con dao gọt rất là nhỏ, bốn chức năng rồi. Rồi đây là cái tua vít nữa ha, tua vít hai đầu luôn nha, đầu dẹt và đầu cộng. Năm chức năng rồi. Rồi đây còn cái hộp nữa mọi người, sáu chức năng ha. Ok là cái hộp nè, hộp đựng đồ ở đây nè. À đây nữa, còn cái gì nữa đây, cây bút, cây bút nữa ha, là bảy tính năng luôn. Rồi không thấy ra mực, chắc nó bị khô hay sao. Này mình thay ngồi được ha mọi người, nè ngồi nó nè. Rồi nó tổng cộng là như 7 tính năng nha mọi người. Em thấy đây là 7 tính năng rồi đó. Đây có cái móc để treo đồ, treo móc khóa nè. Kích thước rất là nhỏ gọn, 8.5cm ha, 8.5 x 3 dần cho 3.5. Rồi cái bộ đa năng này có mã 141.1 ha, giá 350.000. Đây là cái viên đá mài, đá mài hợp kim nha mọi người, nó còn mới chưa sử dụng, tay mới trong bao luôn nè, chưa có bóc ra, sẽ bóc ra luôn coi cho nó rõ ha. Đây đây mọi người, có cái máy của nó mới bỏ vô đĩa này được nha, cái này nó phun bằng nhôm hợp kim rất là cứng cái thân nè. Còn ngoài đây là đá mài nè, phần này nó dán đá vô nè, nó đúc đá vô nè, nguyên cái lưỡi đá nè mọi người. Thường cái này hình như là em thấy trên máy mài lưỡi bào ha, như là mài lưỡi bào đó, sẽ có cử để kéo lưỡi bào qua lại.
nó là trong cái máy mài lưỡi bào. Mọi người không có máy thì có thể biết chế cháo thì mọi người xài cái lưỡi này chế mài dao mài đồ ha, tại vì cái phần đá này rất là xịn, phần hợp kim mài nè, con này nhôm đúc nguyên khối rất là cứng luôn mọi người, dày luôn nè, hơi đồ dày nữa. Cái này là 1,5 phân nè. Coi đĩa này 10 12,5 phân ha. Tủ giày này 5,5 phân. Đo cái lỗ. Cái lỗ này khoảng nó cỡ 30 30 mọi người. 3 cm. Rồi cái lưỡi 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 mài, cái đá mài ha, có mã là 141.2 nha mọi người. Giá 250. Tiếp theo mấy cái món này rất là hay. Móc khóa ha. Móc khóa nhỏ này. Mấy cái móc nhỏ. Nhỏ móc linh tinh, móc chìa khóa rồi mọi người. Đặc biệt đây có một cái còi ha. Còi nè. Còi của thương hiệu Sika, thằng này như của Mỹ, thương hiệu này nó sản xuất rất là nhiều đồ quần áo, nó cũng rất nổi tiếng ha, nổi tiếng về bên quần áo. Đây còn dây da luôn, móc khóa treo dây như treo cái còi này vô quần nó đẹp. Tiếng còi nó đó. Rồi. À, với lại này còn một cái tua vít nhỏ xíu nữa mọi người. Rất là hay. Rồi, cái tua vít này nó có 3 mũi luôn nè. 3 mũi luôn nha. Đây. 2 mũi cộng, 1 mũi trừ. Xài nó dày ha mọi người, rút vô nó có 500 hết rồi nha. Đây. Đó. Bằng nhôm full cây này, nó bằng nhôm rất nhẹ, dùng để treo móc chìa khóa mà nè. Này của chụp cô này bằng nhôm hết rồi, rất là nhẹ, nguyên cái này bằng nhôm hết rồi. Này như cái này bằng inox à, nó là chất rồi. Bán hết đống này nha mọi người, mã là 141.3, 250. Tiếp theo là số 4. Một cặp Clarana. Một cặp luôn. Cùng hiệu luôn nha mọi người. Cây 6 inch, cây 10 inch. Cặp này khá rất là đẹp luôn. Đây thương hiệu nó nè. Unpen của Nhật ha. Là bên sản xuất. Rất là đẹp, mới chưa sử dụng nha mọi người. Hai cây mới chưa sử dụng đây. Mới tinh luôn. Còn nguyên. Đây ha, nguyên luôn. Cây này nó hơi khô tí, cho miếng miếng nhớt vô là nó chạy nha. Cái này về chưa vệ sinh gì luôn, mới quá mà. Xịt miếng dầu vô ha. Đây nè. Đây gần như nó chưa sử dụng mà.
Rồi để tí xịt dầu vô là nhẹ liền. Rồi kích thước 15, cái lớn là 25 ha. Đây cái nhỏ nó kẹp được mũi à, kẹp được cái đầu ốc cỡ 6 ly mọi người. 6 ly đến đến 17 ly. Rồi cái lớn. Cái lớn nó ngậm được từ 10 15 ha. 15 đến 15 đến 37. Rồi. Này có cờ lê đa năng có mã 141.4 nha mọi người. Nhỏ là mã N, lớn là mã L nha. Nhỏ là 150 nha. Lớn là 300 mọi người. Rồi, tiếp theo là cây số 5. Một cái kéo tỉa cành của ARS Nhật. Toàn bộ cán nó là bằng nhôm, rất là nhẹ mọi người, cầm rất là đã tay. Đây, Nhật Bản sản xuất ha. Dòng này là Nhật sản xuất luôn. Đời này, đời trước là Nhật thường đa số là của Nhật sản xuất. Sau này thì nó mấy hàng sau này thì nó sẽ có nhà máy ở Trung Quốc. Đó. Lưỡi kéo còn khá là ok. Lưỡi đó mọi người. Cái này có xài rồi nhưng mà xài rất ít ha. Nó xài rất ít luôn. Không có thấy mũ đồ nó bám trên đây mọi người. Xài nhiều nó sẽ bám đen, rất là khó để kỳ nó ra ha. Cái này không có bám. Đó. Đây, giấy nè. Ok, quá ngọt. Đó. Rồi cái chiều dài cái cây này là 60 nha mọi người. Đây. 60 cm ha. Đó, xài 60. 60 cm. Lưỡi, để coi lưỡi. Cái lưỡi của con này là 15 cm nha. Đây, lưỡi 15. Lưỡi thép trắng. Rất là ok. Dòng thép trắng ha. Rồi, cây cắt cành này có mã là 141.5 nha mọi người, giá 600.000. Tiếp theo về một cây cưa nữa, cưa cán gỗ của Nhật. Đây, cán bằng gỗ ha. Đây lưỡi nó còn khoảng 95% nha. Có xài vài lần. Có sử dụng rồi. Còn rất khá là bén. Tình trạng nó còn khá là bén. Rồi, cây này kia kích thước là tổng chiều dài nó gần 49 luôn mọi người. Có cái lưỡi không nó là 20 ha, lưỡi 20. Có cái khóa này nha. Rồi, mã là 141.6 ha, giá bán 150. Tiếp theo hai cây thước. Lâu lắm mới về thấy được cái thước này. Cái thước hình thoi nè. Nó chia được 45 độ với lại 90 độ luôn nha. Đây, 2 trong 1 mọi người. Made in Japan luôn. Của Shinhwa. Shinhwa sản xuất. Đây. Thước này làm rất là dày ha, nên cho nên nó còn rất là chuẩn. Xài rất bền. À, có độ dày nó nè, cái đế. Rồi, với một cây 45 độ cũng là Shinhwa luôn. Này tiêu chuẩn rồi, 45 độ. Đứng lên kè cái là 45 độ ha. Một cây này là 2 trong 1, 45 và 90 độ luôn. À. Cây 45.
Rồi cái hước này có mã là 141.7 nha mọi người. Cây nhỏ là cây 45 ha, giá 150. Cây lớn là cây này nè, giá 250 nha mọi người. Rồi tiếp theo về cái dồi nước rất là độc, chưa sử dụng ha, mới nguyên, này của Nhật sản xuất. Cái vòi phun xương đây, cái này em đoán là nó xài cho hoa lan là chính nha mọi người. Phun xương hoa lan nó còn cái ống zin của nó luôn nè, ống nhựa này nói vô đây. Đây cái đuôi nè, đuôi chuột nè, trong đây nó có một cái viên bi, bi như là cái lớp bê mọi người, van một chiều á, nước lên đây nó sẽ giữ lên đây nè, không cho trào ngược xuống nè, viên bi trong đây thiết kế rất là hay. Cái này toàn bộ bằng inox luôn nha mọi người, inox Nhật ha, 400 mấy luôn, Nhật nó xài tới inox 400 mấy, rất là xịn đó. Đây là kéo dài ra được nha, đây rút ngắn lại nè, đầu bét. Cái mới tinh chưa sử dụng nha mọi người, nó còn dầu bôi dầu zin của nó trong đây, dầu nó bôi vô mấy chi tiết. Phun bằng inox nha, phun bằng bộ inox. Đây có van một chiều nè, nó có viên bi gì không. Rồi đây là cái dây ống, cái ống zin nó luôn nè, ống để sử dụng. Đây như hình là nó xài như vậy nè. Nè mọi người thấy không, nó có một cái máy bơm á, rời trong đây nè, sẽ bơm nước lên đây và phun ra, cầm cái vòi này phun xương. Mình nghĩ là nó chủ yếu là nó như là tưới hoa lan á, hoặc là thuốc cũng được, tưới hoa lan mà mình chơi vài chậu ít á, mình xài cái này nó rất là tiện ha, kiếm thêm cái cục bơm nữa rất là nói chung chuẩn luôn. Rồi bây giờ kích thước nó ra. Rồi cái này gấp lại là 60cm ha. Đây là 60 rồi nè. Giờ kéo dài ra. Rồi kéo dài ra nó là thêm 25 nữa. Là 85 mọi người. 60 25 là 85cm. Kéo dài ra là rồi đúng rồi. Rồi cái vòi bơm này có mã là 141.8 ha, giá 450. Tiếp theo là cái đây, kéo cắt cành, kéo cắt cành thép đúc của Nhật mọi người. Đây nguyên cây tán đồng rất là lớn, con tán này rất là lớn luôn, mọc nè, dây da ha, dây zin luôn. Đây là chưa vô dầu nè, lưỡi nè, lưỡi về chưa mài gì hết, nhưng mà bên em không có nhận mài gì hết ha, mài sữa là không có mài ha. Đây Hùng Nguyên, đây mọi người về có cái đá mài hay gì đó, liếc sờ nó cái là sử dụng. Còn nguyên rồi, đồ gơ rất là ít, gần như không có ha. Đây đồ gơ nè, tình trạng nó vậy á, giấy nè đó. Đó ok ha. Rồi đo kích thước, cái thước này là size như 18 mọi người, 18 đi, nó hơn 18 xíu là 18 rưỡi. Rồi cắt cành thép đúc của Nhật là mã 141.9 ha, giá 350 nha. Cây còn khá cứng luôn á, quan trọng là độ rơ đó,
Còn cái lưỡi như mình độ rơ của cây á thì cái kéo nó quyết định thôi, quyết định chất lượng. Nó rơ nhiều là coi như là không xài không không có ngon. Còn rơ độ rơ cho phép là ít, mình xài ok. Rồi cuối cùng cái này mọi người, lâu rồi mới về được cái dây mài cho mọi người, dây mài khuôn. Dây mài này 6 ly nha mọi người, đầu kẹp 6 ly nè. Đầu đuôi này là 6 ly, còn cái đầu kẹp mũi khoan này nè là kẹp được mũi 8 ly nha mọi người. Mọi người mở nó ra như vậy đó, mũi này tối đa 8 ly ha. Từ 0 đến 8 mm. Đây. Mọi người bôi thêm dầu vô ha, cho nó chân chu. Này chưa có bôi dầu nữa. Rồi đặc biệt cái dây này, loại dây này là nó đây nó có cái bơm mở vô nha mọi người. Nè. Cái đầu này để bơm mở nè. Mọi người cắm cái tay bơm vô á, dòi bơm mở vô á, bơm vô đây nó sẽ mở, nó sẽ vô trong cái dây nè, bôi trơn trong cái dây đây hai đầu luôn, đầu nào cũng có cái bơm mở rất là hay, xài nó mới bền mọi người. Rồi cái dây này là độ dài nó khoảng 60 rồi 90 nha mọi người, 90 cm, 90 cm, kẹp mũi 8 ly, vô máy là đầu 6 mm. Đây đầu 6 nè, kẹp trên đây 8 mm, 8 mm trở xuống ha. Rồi cái dây mài này có mã là 141.10 ha, giá 700.000. Rồi video của em đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ. Hẹn gặp lại nha.